Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái chiếc TV mà mình mua ở Điện Máy Xanh với giá là 1.090.000. Hình thức của chiếc TV này là hàng trưng bày và được bảo hành 3 tháng, 1 tháng sử dụng đổi trả nếu có lỗi. Thiết kế thì chiếc TV này viền rất là mỏng, thiết kế nhỏ gọn nhẹ đẹp, phù hợp cho các bạn học sinh sinh viên hay là các bạn đi làm xa ở trọ, hoặc là những người có phòng nhỏ, hoặc là những hộ gia đình nhỏ, chung cư muốn có một sản phẩm TV nhỏ gọn để xem. Thì chiếc TV này với độ phân giải là 1366 x 768, kích thước đường chéo là 25 inch, góc nhìn rộng 180 độ, khả năng hiển thị màu sắc là 16,7 triệu màu. Do hỗ trợ công nghệ LED cho nên là khả năng tiêu thụ điện cực kỳ thấp, chỉ vào khoảng 36W. Nếu mà tính ra thì công suất tiêu thụ điện của chiếc TV này còn thấp hơn là cái bóng đèn huỳnh quang 1m2 ở nhà. Mình nhớ bóng đèn huỳnh quang là vào khoảng 60W. Với khả năng tiêu thụ điện năng cực kỳ thấp như vậy sẽ phù hợp hơn nữa với các bạn ở trọ, vì sẽ tiết kiệm được chi phí tiêu thụ điện hàng tháng. Ngoài ra thì cái trọng lượng cực kỳ nhẹ, luôn phần đế chân là 2,3 kg, còn nếu chỉ riêng TV thì chỉ có 2,1 kg, rất là dễ mang vác hay là vận chuyển di chuyển mà không gặp khó khăn. Cũng là chiếc TV mà mình thấy trang bị nhiều cổng kết nối nhất hiện nay với giá thành rẻ như vậy. Đầu tiên là chúng ta có 2 cổng AV, một cổng truyền hình kỹ thuật số mặt đất DVB-T2 và truyền hình vệ tinh DVB-S2. Thì với giá thành như vậy mà được trang bị tích hợp sẵn 2 công nghệ đầu thu kỹ thuật số, truyền hình vệ tinh và mặt đất bên trong thì giá cả không có gì phải chê nữa. Trang bị một cổng HDMI, một cổng USB, một cổng xuất âm thanh số và một cổng jack 3.5. Đặc biệt là có cổng VGA để các bạn có thể kết nối với PC cá nhân. Nhưng mà lưu ý là nhà sản xuất đưa ra khoảng cách tối thiểu từ mắt đến màn hình TV là 1m3 cho đến 1m9. Vì vậy nếu mà nhìn gần thường xuyên chắc sẽ hại mắt, cho nên nếu các bạn muốn kết nối với PC thì hãy mua thêm một bàn phím và chuột Bluetooth để có khoảng cách an toàn hơn giữa TV và mắt. Thì nói thêm về cái cổng USB này, trên cái chiếc TV này á, thì nó khi mà cắm USB vào á, thì nó sẽ hỗ trợ được nhiều cái định dạng xem phim như là AV, MKV, MP4, còn hình ảnh là GB, EG, MBM và BG, PNG, âm thanh là MP3 và WMA. Nó còn hỗ trợ luôn cả chuẩn phụ đề là SRT và ASS. Cũng như nói thêm về cái phần mà đầu thu kỹ thuật số truyền hình số mặt đất DVB-T2 tích hợp bên trong, thì các bạn chỉ cần mua một cái anten nhỏ với giá ngoài tiệm khoảng chừng mấy chục ngàn, cộng thêm một cái cuộn dây bình thường là người ta bán 15 mét dây kèm theo. Bạn lắp với chiều cao anten khoảng như thế này, khoảng chừng 5 đến 6 mét, là có thể thu được tín hiệu rõ nét. Mình nghĩ là thấp hơn vẫn thu được, nhưng mà để khoảng cách là 5-6 mét để cho cái tín hiệu tốt nhất. Còn về cái cổng DVB-S2 thì tại nhà mình có sẵn chảo Vinasat, cho nên là mình kết nối thử và bắt được khoảng trên 50 kênh TV miễn phí. Nhưng mà mình khuyên các bạn không nên sử dụng hiện tại không nên sử dụng chảo nữa. Thứ nhất là vì truyền hình vệ tinh chảo thu này rất là dễ bị ảnh hưởng bởi yếu tố thời tiết như mưa gió thì khó xem được. Thứ hai là nếu mà kết nối qua cái đầu thu á, thì nó sẽ truyền qua cổng AV, mà cái cổng AV này hiện tại nó không thể truyền được tivi độ nét cao, cho nên nó mờ và màu sắc hình ảnh không có phù hợp cho những tivi mà độ phân giải cao hoặc kích thước màn hình lớn. Nó chỉ phù hợp cho những chiếc tivi CRT. Thêm nữa là chảo Vinasat này các bạn sẽ không xem được các kênh truyền hình của VTV như là VTV3 hay VTV6. Thì chiếc TV này tích hợp sẵn DVB-S2, cho nên là mình không cần phải thông qua đầu thu nào mà mình cắm trực tiếp vô chiếc TV luôn. Khi đó vẫn mở được một số kênh HD, nhưng nếu mà cắm vào cái đầu thu này thì đầu thu này nó là cái dạng cổ, cho nên nó sẽ không có, một số kênh HD nó sẽ không mở được hình ảnh, chỉ có tiếng thôi chứ không có hình. Đó là một điều các bạn cũng lưu ý. Cho nên là mình khuyên không nên xài chảo vệ tinh Vinasat ở thời điểm hiện tại, bởi vì với anten nhỏ gọn nhẹ, giá cả tốt hơn mà lại thu được nhiều kênh hơn, rất là nhiều kênh HD và ít bị ảnh hưởng bởi yếu tố thời tiết. Với công suất lo theo nhà sản xuất là 10W và có tích hợp âm thanh vòm ảo, nhưng mà mình nghe thì chưa có đã lắm, cho nên là mình gắn thêm một cái cặp lo mini của Soundmax. Cặp lo này thì mua tầm khoảng chừng trăm mấy thôi, âm thanh rất là hay, cũng là 10W. Thì chắc các bạn cũng đã nghe bữa giờ về cái vụ lùm xùm giữa Asanzo và báo Tuổi Trẻ, nhưng mà với cái giá thành như vậy thì chúng ta cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Nếu các bạn đang có nhu cầu mua, đặc biệt là các bạn sinh viên hay là các bạn làm công nhân ở trọ mà muốn có một chiếc TV để xem giải trí thì đây là sự lựa chọn hoàn toàn hợp lý. Nhưng mà với cái hình thức hàng gọi là cái hàng trưng bày này, giống như Điện Máy Xanh đang muốn xả hàng của thương hiệu Asanzo, cho nên là mình nghĩ là cái số lượng hàng sẽ không còn nhiều hoặc có thể đã hết hàng. Nếu các bạn muốn mua thì hãy tìm trên cái dạng TV hàng trưng bày của Điện Máy Xanh để xem còn và chúng ta đặt hàng mà mua nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.